thoải mái thể hiện hết khả năng của mình và tận hưởng từng giây với âm nhạc. Đó chính là cách để chinh phục ba vị giám khảo. Dặn sao trời mưa, mưa không dứt. Mình em ngồi đây nhớ mong suốt cả đêm. Em có một chất giọng rất là lạ. Và giờ giọng của em là giọng Quý đấy. Thì vẫn yêu em thôi, anh mặc trời quay, đất cuồng mãi yêu em người ơi. Một đêm mưa gió hoang vu ta vô tình mất nhau, tháng ngày có quay lại bao giờ, cuốn tình ta trôi về vô bờ. Anh thấy em rất là may mắn khi được trời ban cho một cái nhạc cụ tốt. Gọi thăm tên anh chỉ riêng ai chứ yêu mình anh. Tự nhiên chị thích em à? Anh cũng rất thích em. Hẹn hò mai sao em vẫn ở bên anh, để anh cứ ngóng trong tối ngày. Chuyện là thế sao em lại khóc, bởi yêu anh mà thôi. Sao cứ nhìn anh Quân hoài ha. Kìa tâm vẽ vàng. Chúng ta qua cái bài này thì anh thấy em có một cái tai tốt. Thật là một đôi tai thẩm âm tốt. Em là trường hợp duy nhất hát bài của anh mà được. Để chúc bài. Mừng. Chúc mừng em. Tụi bé giống cái quần quá vậy ta. Chị muốn cho cho em cái này. Sao? Em cảm ơn ạ. Đó em hát sao mà cái tinh thần em giống như là đang nhận con giấy. Mà xem lại cái rung nhá. Rung nặng quá. Cái chó của em rồi đã thấy đuối á. Sao em còn đứng đó? Sao em chạy nhanh quá chứ? Hơn 30 tấm vé vàng đã được trao cho những giọng hát tốt nhất, những cá tính âm nhạc nổi trội tại khu vực Hà Nội. Vui mừng, hạnh phúc, thậm chí là vỡ òa. Những tấm vé vàng này luôn mang lại cho các thí sinh những cảm xúc đặc biệt và khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ của họ trong suốt cuộc hành trình cùng với thần tượng âm nhạc Việt Nam.